En couture. Ong chun chun ra, pakah muto, kecam laka na cek piti, sam laka. ហើយមុននឹងផ្ដល់វិជ្ជាទៅក្រុមវិជ្ជាពិក្រីអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុ២ពាន់អំពីកិច្ចដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដំណឹងរដ្ឋប្រវេនីពី TCCP២៧១នៅចំពោះមុខអង្គជំរះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងអសាធារណៈជាមួយផ្នែកបន្ទាប់មកសម្ដេចការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដំណឹងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះត្រូវបានផ្អាករងចាំសេចក្តីសម្រេចពីអង្គជំរះ ទៅលើសំណើសុំវិធានការការពីដែលបានស្នើសុំដោយដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះដែលរួមមានការធ្វើសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មដែលនៅសេសសល់របស់គាត់ជាអសាធារណៈនិងរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍វិដំឡៃដោយអង្គភាពកម្ពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញរបាយការណ៍វិដំឡៃរបស់អង្គភាពកម្ពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញឯកសារ E 29466 បានចងអល់បង្ហាញថាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនី 2TCCP 271 បានសម្រេចដកសំណើសុំវិធានការការពាររបស់ខ្លួនវិញបន្ទាប់ពីមានការដកសំណើសុំធ្វើសម្ណការជាអសាធារណៈរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនី 2TCCP 271 ការធ្វើសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះនឹងធ្វើជាសាធារណៈ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនី 2TCCP 304នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះរីសម្រាប់នេះមិនប៉ះពាល់ទៅនឹងការណែនាំពីមុនរបស់អង្គជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីសម្ណការលើភស្តុតាងតាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនលើផ្លូវភេទនោះទេហើយក៏សូមជម្រាបជូនទៅខាង ក្រមវិធីការពីក្តីលោកនួនជីលោកខៀវសំផនផងដែរថាកាលពីព្រឹកមិញអង្គជំរះថាភាសាឬបញ្ហាសំណើសុំរបស់ក្រមវិធីការពីក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់បង្ហាញឯកសារដែលមានក្រមវិធីមានបំណងដាក់ហើយឥឡូវនេះអង្គជំរះសម្រេចដូច្នេះហើយហើយបើសិនបើមានសំណើសុំយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនី TCCP 271នៅរុស្ស៊ីនេះនោះសូមលើកឡើងជាសំណើផ្ទាល់មាត់ដើម្បីស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមុននឹងអង្គជំរះសម្រេចលើបញ្ហានេះបាទជាបន្តនេះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមវិទ្យាការភាគីក្រីដើម្បីមានឱកាសបន្តតាំងសម្រុតដីដោតចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរួមនេះ Merci, Monsieur le Président. J'espère que je comprends à quoi vous faites référence, compte tenu de la décision que vous venez de rendre. Dans ces conditions, la requête que nous formons est que la partie de la déposition de TCCP 271, qui était à huis clos le 5 février 2015, passe comme un document public, de façon à ce que nous puissions y faire référence pour ce témoin et pour d'autres à venir sans difficulté. C'est la requête que nous formulons compte tenu de la décision que vous venez de prendre. Mon confrère vient de me dire que ce n'était pas forcément très clair en khmer. Alors je recommence. La partie civile ayant été entendue partiellement à huis clos à l'audience du 5 février dernier, parce qu'on attendait d'avoir les mesures éventuelles de protection de Wissou. Aujourd'hui, vous avez rendu une décision prenant en compte la décision de Wissou qui indique que des mesures de protection ne sont pas nécessaires. Dans ces conditions, je demande que la partie à huis clos de l'audience du 5 février 2015 passe en public, de façon à ce que nous puissions y faire référence sans difficulté à l'avenir. Oui,
pour que les choses soient parfaitement claires, en fait, ce que vous demandez, et vous dites, si je me trompe, c'est que les transcriptions de l'audience soient rendues publiques, compte tenu du fait qu'il n'y a plus de mesures de protection qui soient demandées et que l'audience du témoin va avoir lieu en public. C'est bien ça. J'avais espéré que c'était encore plus clair en français, mais oui, c'est bien ça. Merci, Monsieur le Président. Je viens de m'entretenir avec l'avocate de Saïsen, qui m'a dit qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que la requête de la défense de son plan soit accueillie favorablement par la Chambre. ដោយសារមានមានមតិជំទាស់លោកបញ្ហានេះហើយជាការលើកឡើងសំត្រប់អង្គយ៉ាស់ជុលព្រមនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីមេខៀវសំផនអនុវត្តដូចនេះចំពោះក្នុងការតាំងទម្រង់ដោលចំពោះសាក់សីសយសែននេះពេលរសៀលនេះបាទបុគ្គលវិទ្យាជួនក្រុមមេធាវីការពារក្តីដើម្បីបន្តការតាំងទម្រង់ដោលចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋប៉ាវីនីរូបនេះ Thank you, Mr. President. Mr. Silvapati, I have a few more questions to you, not many. And this relating to the same alleged actions that were undertaken at the Krang Ta Chan compound. My following question is, have you ever seen fellow guards or other cadres taking out and subsequently eating the livers or gallbladders of executed prisoners at Krang Ta Chan? Thank you, Mr. Civil Party. I would like now to read to you a small excerpt from a statement to the investigators of the investigating judge of a fellow guard, Mr. President, that is D40/20, a statement of SIM. And I would like to read to you what he has said about alleged killings. However, before I ask this question, I would like to ask you, do you know if Sim, your fellow guard, is still alive today? And if yes, do you know where he lives? Is that in Samrong sub-district in Tram Kok district?
Did you see him recently? Did you meet with him by chance, or you saw him somewhere recently? Very well. Mr. Civil Party, this fellow guard of yours, in his statement D40/20, English ERN 0043573, French 0054323, and Khmer 0016653344, is giving the following statement, and I would like you to comment on that. Questions are related to alleged killings at Krang Thachan, and he says the following. The question is as follows. What sounds did you hear while they were killing prisoners? And then he answers, I heard them playing a loudspeaker. They always used the prisoner's sen to play the loudspeaker and dig the pits to bury the bodies of those killed, the bodies of the prisoners. You've testified earlier about the loudspeaker, loudspeakers not being there, and not seeing sen. What is your reaction to this particular testimony of your fellow guard, Sim? So according to your recollection, there was no loud sound being played during alleged executions in order for what reason, maybe not to have other prisoners hear it. That didn't happen in your recollection, is that correct? Mr. Civil Party, in your recollection, was there, besides the buildings where prisoners were held, also a dungeon, a hole in the ground, where prisoners were being kept? I would like to read to you an excerpt from the post-1979 report, that is E3/2062, from late 1975 until 1976, Additionally, they dug the earth to the depth of a man's height. Then
put white line in that hole and covered it with a wood board. Next, they used the device to squeeze the temples of the prisoners and hit their chest. ហើយឲ្យបន្តមកគឺគេបានចោះទ្រូងអ្នកទោសនឹងដំបីយកគ្រឿងក្នុងលោកមិនដែលឃើញថាមានរូងនៅក្រុងដីនឹងទេតើអញ្ចឹងមែនទេបាទពីមុនមកខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំចូលទៅនៅក្នុងក្រាំងតេចានេះខ្ញុំអាចបានឃើញទេមែន Another question also relating to this report. Was there at the compound a so-called, I hope I pronounce it correctly, strychnine tree? Sorry, Mr. President, it's the same document that is ERN 00301366 and Khmer 00079440. I'll repeat the question. Mr. Civil Party, was there a strychnine tree at the compound? Thank you. My last question to you, Mr. Civil Party. You have been giving testimony this morning. You've been giving testimony yesterday. And I suppose my last question could be simply answered with a yes or no. Have you been telling the court the truth and the whole truth? You have been testifying this morning, yesterday. You have asked many questions. Did you, when answering these questions, always told the truth and the whole truth and nothing but the truth to the trial chair? Thank you very much, Mr. Sipapati. Thank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតាំងសំណួរមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរខ្លីទេលោកដើមដឹករដ្ឋពេលនេះចំណុចមួយតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ដើមតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹករដ្ឋពេលនេះរបស់លោកខ្ញុំបានពិនិត្យទៅលើឯកសារ ดีสายสับเรื่องมาเผยมวยให้นั่งเอกสารดีมาเผยปีหรือแปดสับบําใบได้เชียร์สักใครกรรมระบบโลกเพิ่มในเปรียบเปรียบปีเซ็นคเนียให้เอกสารมุนนี้คือคางสหปริญญาสมโทษสหจักรกรรมเสิร์ฟอังเกตสู่โลกตรงนี้จะสะใสก็ปนตายคราวเมาประหารมวยชั่นนำจึงคราวเมา លោកបានខ្លាចទៅជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអ្នកណាឬក៏មូលដ្ឋានអ្វីដែលអាចឲ្យលោកផ្លាស់ប្ដូរឋានៈពីស័ក្តិសិទ្ធិទៅជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីនេះទេ អលោកកាលពីពាក្យដើមម្ដងរបស់ខ្ញុំនឹងវាយូរឆ្នាំណាស់
tăng pi nâu khô chuyên chùa dân qua nó mà xa nó chúng đã đang kia mình đang du cho nắm đó là pi xa còi ní có khang mê thiếu ví có tha ở tập tu đạo mình đang chăm tế ở trong rô mê thiếu ví thưa mày bởi chắc trong rô mê thiếu ví muốn từ rồi nè bán nên tha mọ lại xả lạc đấy có tha à lâu nó còn ôi mê à đó mình bạch đỏ thế nó không sẽ lạc đấy mình là đang mình đang nô tạo đài vì buộc nhóm cô miền bị bạn ở xa ở phục cả vì chùm loan luôn nó lúc có cô miền bị bạn ở phục rồi hôn mà đó chợ sập pram bài hơi ní còn nô ta khăn ông bọn khi nhóm ôn khi nhóm rùn nô khi đang tới chán bàn xa lạp nô khăn ông lúc bởi chán khi nhóm xông lạc viện và đang nâng bánh bạc. Khi chúng bình chế xâm nua rồi bỏ khi nhóm ở chỗ ba mà đoàn tiết. Đói xa bê lì lì, nó cao bà rạch chạy đại lục mà thua chế xạ xây ní vì môn bê đại lục thua chế đa mạnh đăng. Chẳng bài thà tà lá ca ní bàn đà tù xa con lúc khi nông niêm chế xạ xây rồi thật hơi cứ nâu mình tên tới ca sập thiệt bỏ lúc nơi chân nằm bì bòn bàm bí khai vô chế ca ngay tì mà phê bàm bày. Và hay trong lịch khất đại miên bệnh chế vì cả para chạy đại lục thôi chỉ đa mình đang gặp về này nó cứ cho ngay từ đập pram khai phẩm bốn năm pi pon phẩm bảy chương ba này thà việc kho du về chương kia chuyện mà chín năm sốn nuôi robot nhóm trong trang đăng pi mua là hết đại nom ở lục thôi cả plapado thanh nạp pi xã xây tới chỉ đa mình đang gặp về này nè lục ai bệnh chế chấm lại đi bán thế. Bà nhóm bà đi trong đạn việt nam mà đang khẩn ông ra tập tập về đây đấy bị buộc nhóm được khơi cao bị ở buộc nhóm bom ôn nhóm buộc nạn nó khẩn ông rồi bỏ bay chân ăn bỏ bay khai mà phải thế này nữa bà nhóm đạn việt mà đang đi la với nhà bà sớm ở cún cái khẩn ông thân nạn lục về đại lục chay khẩn ông thân nạn chưa sạ xây nơi chân nam pi pon phạm pi chấm mùi karya lai sa hạ chắc rằm sớm kết miên nó ná đài tự tiện tôn lộc ôi một phơ chỉ xạ xây đại tế nơi bên ông bà khai chân nam ở tầng đây thêm ở bán chạm tế bà sốm nua rồi bọc nhóm trong oi lộ chay ông pi mình nu pi bọc quần ná đại chi nè từ tiệt tôn lộ oi một thôi chỉ xả xây mình men tiệt tôn cao phải chạy tới bạn bạn có nói xin nam lúc nhóm có mình bán chạm thằng mùi na chuyện mùi na thứ bị buộc cả tàu xả xuống nó chờ nó bị buộc nhóm không biết ai cái xa nó không ai chỉ có thằng co thế mà bà sớm mọc cún lúc ấy bên chợ tha nhận đại tới chụp lô nó mau pì khang na đại thế thì họ pì cầm ong ca rồi có pì khang từ lá ca đại kỳ sna ở lô thôi chỉ đau mình đằng rót bởi vì ní chia chieng thôi chỉ xả sấy bà con ông nước dòng sông chìm riết tha đôi mình men tạm biên slack đây mùi tế khăn ông lại tờ xua khi ông nốt tăng tì chất sập của buôn mô là hốt một tôl sọc ngay nó chẳng slack chẳng khi nếp đang ông ca na đang bị khăn na tập khăn na khi ông đang ná na bị phương biến chẳng bị phương khi ông bàn chăm chứ mùi thông thái slack đây rồi mùi slack khăn mì thử vi khăn na thằng ná khi ông đang ná bị phương khi ông chăm. Bà sớm mọc cún lúc miên thọp chuộc chỉ môi nâng nhẹ đài chỉ nhẹ sao chiều xe chỉ ăn tập bọt nà môi đài lục chăm chỉ lẽ cả nạ bục cún đài xa lục bàn phơi cá sông phía chỉ môi quạt những nhóm đại thế bà
បាទក្នុងការសម្ភាសខ្ញុំបាទនេះច្រើនណាស់មិនដឹងខាងណាខ្លះទេតាំងពីមានតាំងពីអាស៊ីសេរីក៏មានតាំងពីប្រទេសណាប្រទេសណាទៅខ្ញុំអត់ចាំទេបាទបាទសូមអរគុណតើតោងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីទូនីតិរបស់លោកពីឋានៈរបស់លោកជាស័ក្តិសិទ្ធិមកជាដើមមិនដឹងរដ្ឋពេលនេះវិញ លោកមាននៅចាំកលៈទេសៈណាមួយដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬច្រើនអ្នកណែនាំឲ្យលោកធ្វើជាដំណឹងរដ្ឋបាលនេះទេ đôi mình miên khang na thế miên ai khôn khi nhom nắng sông đạn là hốt mó con mình đang đạn ngày ná khai ná cho năm ná mà bà sư mô cún lúc ban bệnh trịa rui bằng hơi khi nông sạo na ca ní đại lúc ban bệnh trịa tha lúc cứ chi chun rô cua mình nè nơi ក្រាំងតាច័ន្ទនៅក្នុងដំណាក់ការដំបូងហើយក្រោយមកលោកបានឆ្លើយថាលោកគឺជាយោធាជាសន្តិសុខណាជាអ្នកយាមម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរក្រាំងតាច័ន្ទខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើទូនីតិជាអ្នកយាមជាសន្តិសុខនៅមន្ទីរក្រាំងតាច័ន្ទនេះ គឺអាចឲ្យលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៅក្នុងអំពើដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រាំងតាច័ន្ទដែរទេ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ក្នុង ខ្ញុំ ជា កោតទ័ព ជា យុទ្ធជន នៅ ក្នុង នោះ cứ nấu khi nấu cơm để chán nít em không cho rồi hốt đòn rót chén tàu nít khi khi nhom mình ban tập tua mình chia cam thư mi thư coi cái thứ cứ khi nhom cần ta bắt mình chia rồi bỏ bộ cái tập nó mà bà khi nhom ăn gì ông pi cà lốt để tập tua mình chia bị kê rồi ក៏លោកធ្វើដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើលោកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលកើតឡើងនៅក្រាំងតាច័ន្ទដែលមានការចាប់ឃុំមនុស្សមានការសម្លាប់នៅមន្ទីរក្រាំងតាច័ន្ទជាដើមនេះលោកមានថាខ្លួនឯងនឹងជាផ្នែកមួយនៃអំពើទាំងអស់នោះដែរទេ បាទក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបពីព្រោះការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំបាទទទួលខុសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវត្រង់ថាឃើញច្បាស់ពិតភ្នែកដែលក្រុមសម្លាប់រង្គៀលនៅក្នុងទីនោះដែលឃើញសាកសពក៏ទល់នៅសពថ្ងៃនេះបាទ លោក ប្រហែលជាស្ដាប់សំណួររបស់ខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំអត់បានសួរលោកថាលោកបានឃើញអ្វីនៅក្រាំងតាច័ន្ទទេ ខ្ញុំសួរលោកពី ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលកើតមាននៅក្នុងក្រាំងតាច័ន្ទ ណាតែតកតងដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំពីនេះមានការឃុំខ្លួន មនុស្ស មានការសម្លាប់ មានការធ្វើទរណកម្ម សួរចម្លើយជាដើមហ្នឹង ខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំគឺងាយយល់ទេ គឺថាតើលោកជាផ្នែកមួយ ឬក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរក្រាំងតាច័ន្ទដែរឬទេលោកស្រាប់បានទេ ខ្ញុំបាទអត់តន់យល់ទេលោកគ្រូបាទខ្ញុំអាចសួរលោកសាថ្មី
ៅមន្ទីរក្រាន់តាចាន់នេះគឺជាទីតាំងមួយដែលតាមការចោតប្រកាន់នៅក្នុងយុត្តតិការនៃតឡាការនេះថាជាមន្ទីរសម្លាប់មនុស្សណាជាមន្ទីរសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារលោកជាយុទ្ធជនជាអ្នកជាមដែលលោកបានបញ្ជាក់មិញថាជាយោធាដែលការពារនៅក្នុងមន្ទីរក្រាំងតាចាន់នេះហើយដល់អំពើនៅក្នុងមន្ទីរក្រាំងតាចាន់នេះវាមានការឃុំមនុស្សការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្លាប់បាទសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើលោកជាផ្នែកមួយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអង្គើទាំងនោះដែរឬទេលោកស្រាប់បានទេបាទតាអង្គើតាខ្ញុំធ្វើតាបានមកនេះគឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេលោកទទួលខុសត្រូវអង្គើអ្វីខ្លះបាទទទួលខុសត្រូវដូចជាគេឲ្យខ្ញុំយាមគេឲ្យខ្ញុំមើលអ្នកទោសគេឲ្យខ្ញុំយាមការយកប្រលប់ធ្វើបាយធ្វើម្ហូបឲ្យគេហូបហ្នឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហើយបាទបាទសូមអរគុណចឹងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ទៅចំណុចដើមវិញថាតើឋានៈរបស់លោកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងផ្នែកនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនៅក្រាំងតាចាន់នេះមានទំនាស់គ្នាឬក៏មានបញ្ហាដែលមានការចម្រូងចម្រាសយ៉ាងម៉េចដែរទេតាមរណីតោកមកអត់បានឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីMerci monsieur le président. Juste une petite précision procédurale à ce stade. Il ne s'agit pas d'une objection, le confrère a le droit de poser les questions qu'il souhaite. Je voulais simplement rappeler à la Chambre, mais je sais que la Chambre le sait, rappeler au parti et surtout rappeler au public que si M. Sotsein est parti civil aujourd'hui, c'est parce que le bureau des juges d'instruction, en 2010, l'a décidé et que vous avez une ordonnance de recevabilité de la Constitution de parti civil de M. Sotsein en date du 31 août 2010, ordonnance dont ni la défense de Khieu Samphan ni la défense de Nguyen Chea n'ont interjeté appel. Donc le statut de parti civil de M. Sotsein aujourd'hui, il a été décidé par les co-juges d'instruction à l'époque, en 2010. Toutes les parties avaient la possibilité de faire appel à l'époque et aucune partie n'a fait appel. Et vous savez, en tout cas nous savons ici dans la salle d'audience, que la question de l'admissibilité du statut de la partie civil n'est plus décidé au stade du procès, mais uniquement au stade de l'instruction. Je voulais juste faire cette clarification parce qu'il n'appartient pas aujourd'hui à la partie civile de se prononcer sur son statut. Ce statut a été décidé par les co-juges d'instruction, par une ordonnance d'août 2010. បាទលោកខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅសំណួរផ្សេងទៀតលោកដើមដឹងរដ្ឋវិនីខ្ញុំសូមសួរលោកតាកតងទៅនឹងឯកសារ E319.1.1.23 តាកតងទៅនឹងសំណួរចម្លើយលេខ82ខ្ញុំ
chúng sống đọt sống, sống nua. Tam ca bàn xe mán, tao miên chùm nua nhẹ tô. Bàn đai rửa tê. Tam ca bàn xe mán, tao miên chùm sống an xa thầm ấy. Tam ca bàn xe mán, tao miên chùm nua nhẹ tô. Bàn đai rửa tê, bà hãy dập ách bàn xe mán, ách sầm nuôn đấy thà ta lục ai bắn sman chấm nuôn nè tôi bán đại rồi tê lục lại thả sầm nuôn chấm lại bảy sáu pí chuồng cá miên mà nè bảy nè trăm nè sáu sầm nè nơi bê kha nơi khnông paravien cục nứng miên tai nè tôi mà nè bận nọ xúa dương miên po đầm miên bệnh chẹt thả miên tua lệ khúp chiên nứng ta lục ai bệnh chẹt bàn tê ឆ្លើយ 83 ចំនួននឹងអាចនៅក្នុងសម័យតាឆេន សួរតាឆេនគាត់ចេញពីមន្ទីរក្រាំងតាចាន់នៅក្នុងឆ្នាំណា ឆ្លើយ 84 បាទតាឆេនគាត់ចេញនៅឆ្នាំ 1974 សួរតើលោកមកមន្ទីរក្រាំងតាចាន់ trong năm chất sập làm pi đai men tế trong lại bảy sập rắm trong năm chất sập làm pi nâng đam năm chất sập làm bảy pra hai chia khai mẹ cá rư cầm phe nông khai trộn khiêm từ ban bình chun từ châu toab đầm bay vay chia mui Việt Nam bà sầm chập cả đọt sóng sầm nuôi được bọc nhóm tẹt tôn từ nâng chùm nuôn nhẹ tố nơi mình tì kran thầy chán đời lúc ban bình chạy nơi khăn chùm lai bát sạp bay rồi bỏ lúc tha nơi khăn sạm máy tài chến ách miên chùm nuôn nhẹ tố tràn chùm trong xua tha ta lúc đang đòi rồi biếp ná nơi bê đời lúc chùm mọc mình tì kran thầy chán nơi chùm chất sạp rằm bí nu hai tam chùm lai rồi bỏ lúc vì mà sao mấy lúc bạn mình chạy tha lúc chôn mọc bằng tí răng thật chán chìm mùi nâng con tốt đó tây tiết đài ai nâng nông chân lo cho năm trong năm chất sập rám rưu chất sập rám mùi chứ mình mên chất sập rám pi rưu chất sập rám bay nụ tê ta ai lúc ai mình chạy bằng bạp nát tha nâng nông xa mây tài trên cục cồn bằng tí răng thật chán miên nhẹ tốt chán បាទនៅក្នុងសម័យតែឆេនខ្ញុំក្តាប់មិនជុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានឃើញច្រើនយុវជនណាមកហើយនៅទីនោះគឺសម្លាប់ឬមិនទីចំនួនលន់នល់បាទគឺតែហ៊ានលន់នល់ឬមិនជាឃើញទេគាត់តែលឺថាបងប្អូនញាតិមិត្តជិតខាងពួកអ្នកប្រជាជនរស់នៅជិតខាងហ្នឹងគាត់ថាចំនួនតែឆេនគឺចំនួនលន់នល់ប៉ុន្តែមន្ទីរហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងកើតពីឆ្នាំណាខែណាឆ្នាំណាទេបាទ Lúc đăng bị bà chìa chôn chất kháng miền này tha lúc tư nỉ dây chú mùi nẹ sọc nư bài khá bài nâng hai kia nỉ dây bạp lúc rưu mùi dàng mạnh Bà thêm nỉ dây ta nỉ dạ thêm đăng cư cao bì tạ đám quát nấu thêm cao quát nấu hai quát chôn mùi mà sốm nốt đam rồi bọc nhóm trong trang đăng pi prophop đại lục đăng tha sao mai ta chén miên nẹt tô tràn trong trang đăng tha tá lục đăng mọc pi na lục đăng pi nẹt chất khác rồi đăng pi tạ đam đại lục này dây trong khoai bánh mày nè bà hiệp ba đăng pi tạ đam bà pi pro tạ đam mới quật nâu cao chùm non nâu hói quạt chênh tàu huỳnh thì ôi hụi tàu huỳnh đò tròi mọc bàn quạt chôn mù huỳnh bà chẳng hạt lúc ạc miên bò đầm miên ấy bị nẹ chất kháng tế cứ lúc bàn bò đầm miên bị tạ đám tay mà nẹ cốt rưu dàng mạnh bàn bò đầm miên bị tạ đám à lúc ai bình chạy
ban tết tha ta đam vậy mùi lộ mày khá bà ta đam quật bà ta đam quật ban để dây thì mùi nhóc nhóc có ban xa xuôi lên thì mùi quạt nó không tin lúc cao thì quạt mơ cực bay mơ cô nó có khi bàn xạ xua con lên sao chỉ mới con nó cả thằng cả từ muốn móm miền chán cả chìm non luôn nó mình men chìm non cõi nít cõi nít bi chìm non cõi đặt chân từ luôn nấu nít cứ tươi trẻ bà sơ mò cún ta lúc miền ban khơi nhà vây đôi chìp nô rư cò còn lại sầm lấp mà nữ không sau mai bị chết buồn nâng tết sau mai ta trên cột cờ nâng bắn sáu tốc nơi về đại lộ từ nơi mình tì càng ta chán rồi bà thân nô sầm nào xả sọp đại bà ôn sáp nơi nông càng ta chán ấy cứ trong bàn khơi mà khi trong mình chạ ở chợ bá cứ trong này dây ông pi nô đại miên không sao mai rồi còn mình soi tốt pi sao mai ta trên cột cờ lúc ai mình chạ phong mà cứ phun nô sao mai ta trên cột cờ nó cứ phun nô nấu nấu chua kháng thuốc bông xuôi chậm lại nó bạn miên tràn phần nào đấy bạn thân nô sầm lạp xa sọp bong ôn sầm lạp đập nông trang để chán nó cứ khi ông bàn ăn bàn rọp thân thân nô thế bận cả nhà bàn khơi thân nô lại xa sọp nó cứ khơi mà tại chấm luôn tha chấm luôn của man thân nô của man thân nô cho mặt bàn khơi à sai mười đầu hàng thập bốn nó ngay nó cứ thân nô xa sọp nè ba sầm ô cồn lục thiên nhóm ô sầm nuôi sầm ô sạp biệt ta bắt đầu vậy Bonjour Monsieur Sautseng, je m'appelle Antalice, je suis co-avocat international de Monsieur Kusampan et je vais vous poser quelques questions de suivi et vous demander des précisions. Je vous demande de bien vouloir écouter attentivement mes questions pour y répondre le plus précisément possible. Je voudrais tout d'abord revenir sur certains points de votre déposition E319.1.23. Et particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est les différents responsables que vous avez évoqués dans votre déclaration. À la réponse 10 et la réponse 15 de ce document, vous évoquez Tachim. Vous dites qu'il a été chef du district de Tramkak et qu'ensuite il est parti pour la zone Est en fin 76. Ma question est donc la suivante. D'abord, est-ce que vous avez déjà rencontré Tachim lorsque vous avez été affecté à Krang Tachan ? Première question. Comment avez-vous su qu'il était chef du district et qu'il était ensuite parti pour la zone Est en fin 76 ? J'ai bien compris, Monsieur Sautseng. Ma question est de savoir si vous ne lui avez jamais parlé, que vous ne l'avez jamais rencontré. Comment avez-vous su qu'il était chef du district et comment avez-vous su
qu'il était parti ensuite à la zone Est en 76. Comment avez-vous eu ces informations? Je vous demande simplement comment vous avez eu cette information. Qui vous l'a dit? Et par quel canal l'avez-vous appris? C'est juste ça que je vous demande. Et quand avez-vous appris que comment avez-vous appris qu'il avait été parti, qu'il avait été nommé pour travailler dans la zone Est? Alors pourquoi l'avez-vous dit au coach d'instruction si vous ne le saviez pas? Je me contenterai de cette réponse. À la réponse 28 du même document, répondant à une question, vous dites que le district avait le pouvoir d'arrêter des gens. Même question que tout à l'heure, comment saviez-vous que le district avait le pouvoir d'arrêter des gens? À l'attention de la Chambre, un témoin TCW 809, dans une déclaration E3-4626, dit que ce n'est pas le district, mais que c'est la région qui avait le pouvoir direct sur Kreng Tachan. Monsieur Sao Tseng, est-ce que vous savez si c'était le district ou la région qui avait le pouvoir direct sur Kreng Tachan? À la réponse 27 du même document, vous avez évoqué un certain Tanev en disant qu'il a été secrétaire de la région. Ma question est de savoir, dans un premier temps, comment est-ce que vous avez su qu'il était secrétaire de la région et savez-vous en quelle année il a été nommé, selon vos souvenirs?
dans un autre document, cette fois-ci, un D22-88, à l'URN en français 1055820, URN en anglais 00379421, et en Khmer 00354364. Vous évoquez deux personnes, et voilà ce que vous dites. Vous dites, j'ai observé que la présence de Taros et Takorn au centre, tous deux issus du bureau du district, étaient toujours et systématiquement suivis de disparition des détenus. Fin de citation. Première question, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez préciser qui étaient Taros et Takorn et quelles étaient leurs fonctions exactement? Et vous les avez vus à plusieurs reprises? Et est-ce que vous pouvez dire à combien de reprises, si vous vous en souvenez? J'entends bien. Alors, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous les avez vus souvent ou souvent? Une dernière personne sur laquelle je voudrais vous poser des questions, est-ce que vous connaissez un certain Holhun? Répondant hier à une question de Monsieur le juge Lavergne, vous avez indiqué que vous n'aviez jamais été responsable des gardes de Kreng Tachan et que vous n'aviez pas poste de responsabilité sur eux. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Vous avez également indiqué que, et là je cite également votre déposition D22-88 aux mêmes URN que précédent, c'est-à-dire en français 1055820, en Khmer 00354364 et en anglais 00379421. Et vous décrivez votre travail auprès des prisonniers de la façon suivante.
J'étais chargé d'encadrer les détenus dans leurs travaux quotidiens, à savoir piocher de la terre, cultiver les rizières et curer des étangs. Je devais aussi compter les détenus quand ils sortaient travailler et quand ils rentraient dans leurs cellules. Je devais également travailler avec eux. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Vous avez indiqué que également que vos fonctions avaient trait à la garde de l'extérieur du centre de Krung Thach Cham. Ma question est de savoir si vous faisiez à la fois la garde de l'extérieur de Krung Thach Cham en même temps que la surveillance des prisonniers à l'extérieur, ou est-ce que c'est des fonctions que vous avez occupées à des moments différents? J'ai bien compris. Alors, une question de suivi sur ce que vous venez d'indiquer. En général, quel était le nombre de prisonniers qui partaient avec vous? Combien de prisonniers pouviez-vous emmener à l'extérieur à chaque fois? Je vous remercie. Et donc, la question à laquelle vous n'avez pas répondu, qui était de savoir, est-ce que cette tâche d'amener les prisonniers à l'extérieur était faite en parallèle de votre tâche de garder l'extérieur du centre de Krung Thach Cham, ou est-ce que c'était à des moments différents? Selon la description de votre travail, vous travaillez essentiellement à l'extérieur. Est-ce qu'il vous arrivait d'accomplir des tâches à l'intérieur du centre lui-même? Et dans ces conditions, quelles tâches effectuez-vous à l'intérieur du centre de Krung Thach Cham? Est-ce que dans le cadre de vos tâches, vous aviez l'occasion d'entrer dans le bureau de Ta An et Ta Pen? Bạn
Est-ce que vous pouvez précisément répondre à ma question? Est-ce que, dans le cadre de vos tâches, vous aviez accès, vous avez eu l'occasion d'entrer dans le bureau de Ta An et de Ta Pen? Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30 et je souhaite aborder une autre ligne de questions. Je ne sais pas si c'est le moment approprié pour la pause. Monsieur le Président, Selon mes calculs, Monsieur le Président, si je n'abuse, nous n'avons pas commencé immédiatement après les coprocureurs et il devrait me rester une vingtaine de minutes d'interrogatoire selon le calcul du temps que j'ai effectué et je pense que j'en ai effectivement pour une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins pour le reste de mes questions. បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គការប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ភាសការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការក្នុងរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាកសីនិងអ្នកជំនាញដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រតិរូបនេះនៅក្នុងរងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាកសីនិងអ្នកជំនាញ